Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ thông tin đến quý vị về việc rất cần tính toán rút gọn vi trình để kịp thời chi lương hưu mới vào đầu tháng 7 năm 2024. Nếu như mà quý vị cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã so Việt Nam cho biết, cơ quan này đã góp ý dự thảo Nghị định tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội thêm 15% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội soạn thảo. Phía cơ quan soạn thảo đang tính toán rút gọn quy trình để nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Ngày mai, nhằm ngày 25 tháng 6 năm 2024, Hội đồng thẩm định dự thảo của Bộ Tư pháp sẽ xem xét nội dung này. Mục tiêu là chi trả đúng thời điểm vì hàng triệu người đang mong mỏi được lệnh lương hưu mới vào đầu tháng 7 năm 2024. Việc này cũng nhằm tránh phát sinh vướng mắc như kỳ điều chỉnh năm 2023, tránh phản ứng của người thụ hưởng khi chưa nhận được tiền lương hưu mới. Định kỳ ngày 25 hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội đã hoàn thành danh sách người lệnh lương hưu tháng sau nhưng nay đang lùi lại vài ngày để chờ văn bản chính thức. Dự kiến gần 3,4 triệu người thụ hưởng với nguồn kinh phí chi trả từ vị bảo hiểm xã hội. Năm 2023, Nghị định 42 năm 2023 của Chính phủ quy định thực hiện chính sách lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Xong tới ngày 14 tháng 8 năm 2023, Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành và chờ thêm thông tư hướng dẫn. Người thụ hưởng chưa nhận được tiền lương hưu mới đã thắc mắc với cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sau đó thông báo chi trả thêm mức cũ trong tháng 7, tháng 8 và truy trả phần tăng thêm vào tháng 9 năm 2023. Sau đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu trả lương hưu mới ngay trong tháng 8 năm 2023. Được biết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thực hiện cùng thời điểm tăng lương cơ sở từ mức 1,8 triệu đồng một tháng lên mức 2 triệu 340 ngàn đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Cơ quan này đề xuất tỷ lệ tăng chung 15% trên mức hiện hưởng của tháng 6 năm 2024. Đặc biệt, người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 sau khi điều chỉnh tăng 15% mà có mức hưởng thấp hơn 3 triệu 200 ngàn đồng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng một tháng. Trường hợp có mức hưởng từ 3 triệu 200.000 đồng đến dưới 3 triệu 500.000 đồng thì được điều chỉnh bằng 3 triệu 500.000 đồng một tháng. Như vậy, số người được điều chỉnh tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trong đợt này vào khoảng 3 triệu 373.000 người và có khoảng 300.000 người tiếp tục được điều chỉnh tăng theo số tiền tuyệt đối sau khi đã tăng mức chung 15%. Tỷ lệ tăng này đã được các cơ quan quản lý tính toán kỹ lưỡng đảm bảo công bằng, hợp lý, hài hòa, có sự chia sẻ giữa những người hưởng lương hưu và người đang đóng bảo hiểm xã hội, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngồi nhà nước, giữa các thế hệ tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời bảo đảm khả năng cân đối của vị bảo hiểm xã hội trong dài hạn. Dự kiến, tổng kinh phí bố trí tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng nửa cuối năm 2024 là hơn 16.200 tỷ đồng trong đó ngân sách nhà nước chi 3.760 tỷ đồng, quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo hơn 12.567 tỷ đồng. Hiện cả nước có hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Mức hưởng lương hưu bình quân từ quỹ bảo hiểm xã hội đạt khoảng 5,6 triệu đồng một người một tháng. Còn mức hưởng lương hưu bình quân từ nguồn ngân sách nhà nước là 4,7 triệu đồng một người một tháng. Người có mức lương hưu cao nhất hiện nay đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với số tiền nhận về khoảng 140 triệu đồng một tháng, số tiền lương hưu hàng tháng thấp nhất của người thụ hưởng hiện nay là 1,8 triệu đồng một người một tháng, trừ đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến quý vị về việc tính toán rút gọn quy trình để kịp thời chi lương hưu mới vào đầu tháng 7 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là ích thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như quý vị có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hay những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với con nhé.